Xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã quay trở lại kênh dài HP của em. Thì đây là có một cái cục hàng nó mới về luôn. Là em khui tại chỗ cho anh chị cùng xem với em luôn. Là hôm nay sẽ về cái mẫu gì trong cái mùa mưa gió như thế này nha cả nhà nha. Cả nhà yêu thương nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em mỗi ngày để em làm nhiều video mới tốt hơn nha cả nhà nha. Mỗi ngày em thường hay làm những cái video mới, những cái chia sẻ mới hoặc là những cái mẫu mới luôn, cập nhật mỗi ngày để anh chị có thể xem. Thì cả nhà yêu thương nhớ đăng ký kênh ủng hộ em đi ha. Hàng hôm nay về một bao như thế này để em xem thử nó là mẫu gì đó, để cả nhà cùng khui hàng cùng em luôn. Xem hàng nó là hàng gì đây. Wow, đó là dép cả nhà ơi. Dép mà không biết dép gì đây đây. Thùng. À, dép nam, dép nữ cả nhà ơi. Thì mùa này thì thường thường á, cái nhu cầu để mình chọn giày dép á, thì thường thường á, anh chị á, thường thường chọn những cái mẫu dép là nhiều hơn những cái mẫu dài. Tại vì dép á thì rất là dễ mang, mà dép á thì anh chị có thể đi mưa rồi đi bình thường luôn cũng được, mang thoải mái. Còn đây là hôm nay em sẽ chia sẻ cả nhà một cái mẫu dép hàng Việt Nam mình lên, nhưng mà mang rất là bền, rất là chắc luôn, đi mưa thoải mái, không sợ nước, không sợ gì hết, mà có rất là nhiều màu luôn nha anh chị nha. Đây em lấy coi có mấy màu cho anh chị cùng xem. Có rất là nhiều màu, màu đen, màu nâu, rồi màu đỏ nữa. Thì dép á, thì cái này nó có size từ 35 đến 43. Thì có thể là cho các em trai nhỏ nhỏ mình mang luôn cũng được nha cả nhà, chứ không có phải là size người lớn không. Mà cái này được cái là rất là tiện, là cả nam lẫn nữ đều mình có thể sử dụng được luôn, nó không có kén. Cái dép này là em bao cho cả nhà đi luôn, đi mưa đi nước là bình thường thoải mái, không có bị cái gì hết trơn. Đây là tay cầm em là một cái mẫu màu nâu nè, đế đúc rất là chắc, đế đi là thoải mái, không có sợ nước sợ gì. Cả nhà có thấy rõ không ạ? Đây là một mẫu dép màu nâu nè, cả nhà hình thấy rõ không? Còn có cái màu xanh nữa. Toàn là những cái màu mà nó dễ mang thôi cả nhà. Màu xanh, màu đen, màu đỏ. Thì cái này nó không có kén. Mùa mưa này thì mình nên lựa chọn thủ những cái đôi dép này nè. Nhất là những anh nam mà mình đi làm văn phòng á, hay mang giày tây á, thì mình nên, và nên, rất là nên luôn, thì thủ một cái đôi dép sẵn để trong cốp xe, để khi mà ví dụ như mình đang đi mà gặp trời mưa á, thì các anh á, nên đổi dép liền. Tại vì khi mà những cái đôi giày tây á, hoặc là những đôi giày da, hoặc là những đôi giày thể thao cũng vậy nữa, gặp mà trời mưa mà không có nắng nữa rồi, thì khi mình mang á, thì mà mình không có được giống như là vệ sinh, hoặc là không có được khô á, thì mình khi mình đi vô á, mình mang á, thì cái đôi giày nó rất là hôi, rất là khó chịu. Mà mình mang rồi ngày nào mình cũng đi làm một tuần lễ 7 ngày, mà mình đi làm hết 5 ngày rồi, còn 2 ngày hay 7 ngày thì mình nghỉ ở nhà, thì mình gặp ngay cái mùa mưa nữa. Thì nếu mà anh vậy mà các anh á, mà không có chịu thủ một đôi dép như thế này á, thì lỡ một cái đám mưa nó to, hoặc là mình có mình đi mưa, đi nước ngập á, thì nó sẽ rất là hôi dài luôn, cực kỳ hôi dài. Nên các anh phải thủ những cái đôi dép kẹp như thế này, thấy không? Đó là dẻo luôn, đấy. Đi là bao trơn luôn nha, hàng này của em là bao trơn. Tại vì đi là hàng này hàng đặt trực tiếp chứ không phải hàng trôi nổi, nên hàng đảm bảo chất lượng cho anh chị cùng xài. Ở nhà em thì ba mẹ cũng xài, em cũng mua dạng này nè, để đi khi mà để về quê á, về quê thì đường nó hơi trơn, thì mang những cái dép này thì đi nó dễ đi hơn. Có mấy chị mà mình hay làm quán á, làm mà giống như là mình làm quán ăn á anh chị á, mà đi nó hơi bị trơn á, tại vì dầu mỡ nhiều, cái cũng hay mua những cái loại dép như thế này nè. Ra đây em cũng tư vấn cho những dép này, dép kẹp thế này nè, đi nó không có trơn mà nó có quay ngang nữa, dép kẹp với quay ngang, mà có rất là nhiều màu luôn. Nếu anh chị
ở gần shop á thì có thể ghé trực tiếp tại shop, còn nếu không á thì nếu mà ở xa thì có thể inbox Zalo cho em để em có thể gửi mẫu cho anh chị và gửi size số, đặc biệt là size số. Nó có size từ trung bình là từ 35 đến 43 là lớn nhất cho anh chị nha. Thì chừng 35, 36 thì mình có thể cho con mình, các em trai nhỏ mang hay đi chơi hay đi đùa gì đó, mình đi dễ trơn, dễ chợt thì mới thể mua những cái loại này. Mà hàng Việt Nam mình lên mang rất là chắc, rất là bền luôn đó. Mà dép nè, đế là đế cao su như cả nhà, đi nó không có trơn mà nó có rất là nhiều quai. Các em đang cầm là quai đỏ đen nè, còn có quai xanh, rồi quai nâu, rồi một đen một màu là cái đế của nó luôn. Đi nước rất là thoải mái. Mùa này là các anh nên mang những cái loại này. Đây có một cái màu đen nữa, đem lấy cái màu đen nữa cho nó đủ cỡ cho anh chị xem. Cái dép này nó tiện lắm, mình đi đâu mình làm gì cũng được hết trơn á, nó không có kén. Ai mang cũng được, cả nam cả nữ đều mang được hết luôn. Đây là màu đen. Anh chị đợi em chút xíu để em tháo bao, hàng này cũng chưa khui. Em mới khui cho anh chị xem luôn nên em cũng chẳng biết nó là hàng gì. Anh chị em thương nhớ đăng ký kênh ủng hộ em gái nhỏ nha, để mỗi ngày em có thể chia sẻ cho anh chị nhiều mẫu mới hơn. Đây là màu đen nè anh chị nè, màu đen thì nó đen thui à, nhưng mà màu đen thì giống như nếu mà anh chị nào mà mình thích á, đơn giản không có kiểu cọ không có gì hết á, thì mình có thể lựa chọn được cái màu đen như thế này. Còn nếu mà mình muốn cho nó sáng chút xíu á thì mình có thể chọn màu đỏ, còn nếu không á thì có thể chọn màu xanh. Đây là màu xanh nè, còn nếu không á thì chọn màu nâu, nâu đỏ xanh đen bốn màu, nâu đỏ xanh đen bốn màu, có xanh rêu nữa, xanh rêu đó nha cả nhà nha, là năm màu. Mà cái màu nào cũng dễ mang hết trơn á. Anh chị mà ở khu vực Bình Dương có thể ghé trực tiếp tại shop em để mình tham khảo hoặc là có thể mình xem. Còn nếu mà anh chị xa xa thì có thể inbox Zalo phía dưới cho em á, để em có thể gửi mẫu cho anh chị xem. Cái hàng này là em bao cho anh chị đi nước thoải mái, đế cao su nha, đi khỏe luôn. Mùa mưa này là anh chị mình nên có một cái đôi dép kẹp ở trong cốp xe, để khi mà mình đi trời mưa mà không nó sẽ mình mang mình thay đổi dép thì nó sẽ không có bị hư và không có bị hôi cái dài của mình. Chứ dài mà nó bít bùng hết mà mình mang á, lỡ mà có ướt mưa nó sẽ rất là hôi. Mà nếu mà ở nhà mình không có nhiều loại dài để mình thay đổi á thì nó rất là khó, tại vì nó rất là khó chịu luôn, ẩm ướt chân mình, mình không được thoải mái nữa. Thì anh chị mình nên thủ những đôi dép kẹp như thế này, mang nó sẽ thoải mái hơn và đi nó rất là nhẹ nhàng. Cảm ơn cả nhà và anh chị đã xem video. Hẹn anh chị và xem những cái video mới tiếp theo. Em xin chào và tạm biệt. Cảm ơn cả nhà nha. Nhớ đăng ký kênh